Trước hết cho An gửi lời chào đến tất cả các bạn bè, tất cả các anh chị em, tất cả các bạn bên báo chí, các anh chị đã đến đây ngày hôm nay để cùng gặp gỡ và gọi là đúng từ là chung vui với lại nguyên một dàn diễn viên của Glee. Tại vì thực ra từ hồi nhận project này đến giờ thì tất cả mọi người rất là hào hứng, cả một dàn diễn viên tập trung với nhau suốt một tháng trời liền và rất là mong chờ đến ngày mà để bấm máy và ngày hôm nay được ra mắt, gọi là được gặp gỡ tới báo chí lần đầu tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Cảm ơn mọi người. Để trả lời câu hỏi của chị thì trước hết là thực sự khi khi An được được báo là An được được vai của thầy Will Schuster thì cái lo lắng đầu tiên nhất của An là về phần vũ đạo. Từ nhỏ tới lớn không hề biết nhảy là gì cho nên thực sự là rất sợ. Phần hát thì thực ra là An An cũng có hơi lo, tại vì trước đây thì An chỉ thể hiện những dòng nhạc gọi là nhạc thính phòng thôi, nhạc tiền chiến thôi, những dòng nhạc tình của Trịnh Công Sơn, Lam Phương. Còn bây giờ đi qua một cái project mà nó trẻ trung như vậy thì mình không biết là mình thể hiện những dòng nhạc trẻ hơn có được hay không. Thì khi mà bắt đầu vô làm việc thì đã có nói dò dò với anh Huy Tuấn, anh em không hát nhạc trẻ lắm được đâu nha. Anh Huy Tuấn nói ừ không sao đâu em, cứ yên tâm anh sẽ lựa cho em những bài mà nó già nhưng mà nó cũng trẻ mà nó cũng già. Em nói ủa vậy là sao? Thì thực ra là cho tới bây giờ thì đã thu âm được một hai bài hát rồi và cũng có một hai bài nữa sắp sửa thu. Cảm thấy là mình cũng phải cố gắng hết sức, nhưng mà cái phần lớn nhất vẫn phải nói là phần nhảy. Tập nhảy điên đảo luôn, ngày nào cũng tập sáng chiều với lại cô giáo Phạm Lịch. Cô giáo Phạm Lịch có lẽ là đến giờ này cũng bó tay rồi vì không thể nhảy đẹp được hơn như vậy nữa. Nhảy anh đẹp. Nói làm em lo lắng quá, tại vì trong một phim này có một phân đoạn là Chương Nhi và anh Đỗ An phải nhảy chung với nhau và rất là tình tứ, nhìn nhau giống như là đắm say luôn. Em là anh làm em hoang mang quá vậy. Tu Vi đang ngồi đó đó em. Vi là có hơi nhiều cảnh tình tứ và nhảy nhót với là anh Đỗ An luôn á, cho nên là đúng rồi. Anh hãy tạo niềm nhưng tin mà thật ra cho, là cho hai đứa em nhảy cũng dở giống anh vậy đó. Ủa rồi bây giờ có nghĩa là anh sẽ có nhiều cảnh diễn tay đôi tình tứ với hai chị kế bên đúng không ạ? Thực ra là tay ba lận. À đúng rồi, tay ba chứ nhỉ. Ra à, có nghĩa là có nghĩa một cảnh là ba người diễn luôn. À không, không phải tay ba kiểu đấy. Tay ba là mỗi lần là gặp một cô. À rồi. Một tập gặp ba cô kiểu vậy nhưng mà gặp riêng. À vậy thì còn cô ở nhà thì có sao không anh? Hả? Còn cô ở nhà thì không biết có vấn đề gì không á? Dạ cái đó phải về nhà hỏi lại.